Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nhà Thành EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cái comment của bạn xem nào. Bạn Kid, Kaito Kid, cuộc nội chiến Jonin Konoha giữa hai team Kakashi, Gai, Yamato đối đầu với Shikamaru, Asuma và Iruka. Ok, thì các bạn thích cặp đấu nào? Hãy comment ngay xuống bên dưới nhé. Và mình sẽ để link của fanpage cũng như là nhóm để phía dưới cho các bạn. Các bạn có thể vào và like cũng như là tham gia nhóm. Chúng ta sẽ thảo luận những cái game, những cái bộ truyện tranh mới nhất ở đây. Thì chắc là bắt đầu từ ngày mai mình sẽ cố gắng đăng bài thật sự là nó chăm chỉ một chút. Mình đang khá là bỏ bê mấy cái trang của mình. Thì các bạn hãy vào trang group hội mê game và truyện tranh cũng như là fanpage hội mê game và truyện tranh nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ vào và chọn này. Đầu tiên là team, mình sẽ xem lại team nào. Team giữa Kakashi, Gai, Yamato, Shikamaru, Asuma và Iruka. Chúng ta sẽ chọn là team của Kakashi trước nhé. Ok, mình sẽ chọn Kakashi. Kakashi phiên bản nào đây hợp lý nhất? Ok, chúng ta có cả phiên bản đồng phục học sinh nữa. Nhìn khá là chối luôn đấy. Ok, mình sẽ dùng cái trang này đi. Gai này, Gai dạng 2 này. Và chúng ta sẽ có Yamato. Yamato dạng 2 luôn. Yamato chứ. Ok, cái này ta sẽ chỉnh cái cấp độ. Vẫn thế thôi. Ở đây ta sẽ có làm Shikamaru. Shikamaru, Shikamaru dạng dạng mặc cái bộ vest. Asuma. Và cuối cùng là ta sẽ chọn nào. Asuma thì mình chọn dạng khác đi. Wow, dạng này thì đang bị điều khiển này. Ok, và một nhân vật là Iruka đúng không? Iruka đây rồi. Và mình cũng chưa giờ chọn nhân vật này luôn đấy. Nhân vật này là thầy giáo đầu tiên của Naruto đây. Rồi, ok, ta sẽ bắt đầu nào. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Nhìn Kakashi rất là hài. Đeo khẩu trang luôn nhé. Rồi, chiến Shikamaru. Ôi giời, Asuma. Kinh đá, ghê. Ủa. Kakashi bị ăn cái bóng rồi. Thôi, từ. Dây à? Né ra. Wow, Lightning Blast. Ui, từ. Đây rồi, Gai. Wow, Asuma này, yes. Dynamic Entry, xịt tôi. Ôi, cái. Thế chẳng mình chưa hồi đầy chắc ca. Hồi đầy nào. Rồi, bắt đầu chiến rồi, Iruka. Yamato, trạng thái ăn bu. Ok, chúng ta bắt luôn. Gen tế bào dễ nhất. Được, nhanh quá. Nó biết mình là vào đây, Lightning Blast. Rồi, xin rồi. Chiêu tim này. Ok, mình sẽ lùi lại. Wow, từ. Có người thủ luôn kìa. Hay chưa? Ui, lên nào, opening, lên. Mở mắt nào, Sharingan. Rồi, anh hết. Né. Rồi, rồi. Làm sao được. Mộc độ. Hay phết nhở. Shikamaru thân thủ khá là nhanh. Wow. Này phân thân rồi. Né ra. Không thể thua được. Ui, Lightning Blast. Đây này, Gai. Moto Gai. Ui, lên, bán môn độ giáp. Không được rồi. Chúng ta khá chủ quan trận này rồi. Ok, ta sẽ bắt đầu thật sự rồi. Tăng tốc độ lên. Nhờn này. Hơi nhờn đấy. Vào đây. Kakashi. Yes. Kết thúc thôi. Lightning Blast. Kamui bắt được rồi. Mình đã trở lại và lợi hại hơn rất là nhiều. Ok, không có một giọt máu nào luôn đấy. Chúng ta đến với trận thứ 3 nhé. Rồi, tốc độ lên. Ăn tốc độ lên một cái nữa. Đã nhanh nhanh còn mắc thấm. Ôi sợi ơi, dính ngay cái ấy rồi, cái dây của Shikamaru. Chiêu này cực kỳ là khó trúng luôn. Một khi đã trúng thì quá là ghê.
Vào đây. Máy thế nhở. Giòn này. Ai cha, cá thấm. Lên nào, lên. Hồi đây rồi. Kêu gọi ra, gọi ra. Yamato, hé ra. Rồi ôi. Những gì dính chiều của Iruka. Những cái nhìn nhầm là Kamaru. Lên nào, bát môn nó giáp mở. Ui dồi, Hirudora. Báo gầm. Báo gầm này. Chuồn, chuồn, Iruka. Ui. Xinh nghe. Kỹ thuật phong ấn à. Thật triệu hồi chứ. Vào đây, vào đây. Yes, yes, Yamato. Một đòn. Ăn đòn, ăn đòn, ăn đòn. Wow, wow, wow. Rồi. Ok, đổi người. Lên này. Rồi, hết à? Hết à, không được đâu. Lên nào, bạn môn độ giáp. Cổng thứ 5 mở. Hirudora. Lên. Lên này, lên này, lên. Lên này, ai cho đánh, ai đánh. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây này. Hirudora. Đúng thôi, đúng rồi, kết thúc. Ok, trời, hết sạch rồi. Hết sạch rồi. Lên. Phóng bùa nổ này. Bùa nổ phát nữa. Chiến thuật thôi, chiến thuật thôi. Hết sạch ấy rồi, hết chắc ca rồi. Dẹt tới bạn thứ nhất. Lên. Giỏi rồi, kết thúc. Mình biết ngay mà, phải chiến thuật thế mới thắng được. Đứng từ xa, kiểu gì cái chiêu này nó sẽ là ẩn ngay dưới chân của kẻ địch và nó sẽ trồi lên. Gen tế bào đệ nhất rất là mạnh. Ok, đã xong trận đấu đầu tiên rồi, mình sẽ đến với trận thứ hai nhé. Iruka, mình sẽ thử xem các chiêu thức của Iruka như thế nào. Rồi, mình sẽ quay trở lại và lựa chọn nhân vật nào. Return character và nó chọn Iruka trước. Iruka Umino. Ồ, nhầm ta. Nhầm rồi. À, Iruka. À, Asuma cũng rất là khỏe. Và Shikamaru, Shikamaru thì mình không thích lắm, khá là yếu. Bên này sẽ là Kakashi, trạng thái này đi. Thì trạng thái kia nhìn tởm quá. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Iruka sẽ có chiêu gì mà như kiểu chiêu hết vậy. Để mình phải đánh cho nó hết ảnh phân thân đã. Nhưng đối đầu với cái team này rất là mạnh. Rất là mệt. Đấy. Vào này, Kakashi này. Kakashi. Khá tốt, khá tốt, phi tiêu. Hết. Vãi thật. Sức mạnh ảo tưởng. Ui, chó sét. Con chó sét. Shikamaru, đây rồi, Asuma. Úi xổi ơi. Lên này, Fire Style, Burning. Bùng cháy. Bùng cháy nào, bùng cháy lên. Lên đâu. Wow, wow. Kinh, Lightning Blast rồi. Đánh ra sau lưng. Vào đây. Né ra, mình đẩy ảnh phân thân mà. Né ra tiếp, né ra tiếp. Tiếp tục, tiếp tục. Ui dồi ôi, đoàn team. Lên này, Burning Ass. Lên. Ôi đây cho can ạ. Chiêu cuối này hết. Hết, hết. Ôi, cái quái nào nhở, sao mình bị dính chiêu này nhở. Tôi xong rồi, Kamui. Kamui của Kakashi. Nếu thích chú thích chiêu team. Nếu chú thích chiêu team. Thích chiêu team không? Lên này, chiêu team phát 2 này. Phát 2. Vào đây, mình có chiêu của Iruka. Hết. Wow, ui dồi ôi. Phong độn à, ui. Nhìn có vẻ sức mạnh ảo tưởng vãi. Kẻ đấm nào tố. Sức mạnh của sự ảo tưởng. Wow, nếu mà bá đạo thế này thì một cung u nổi lên đầu. À không phải cung u nào, cái túi. Lên à, mình có thể đặt bẫy. Chúng ta có đặt bẫy được. Đặt bẫy. Nổ. Nổ đi. Đấy rồi, không được. Lên này, ui ôi, chó đối đầu với cái burning. Xôi ơi, đai rồi. Lên, kiếm cho ca. Wow, chắc ca blaster. Trời thật rất là đẹp. Chém ngang được cổ. Wow. Wow, lên 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 lên. Lên. Trời ơi. Phải sao rồi. Anh em ơi, tốc độ lên. Nhơn, 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 nhơn. Trời ơi.
Rồi hết sạch chắc ca rồi. Đại Minh Enchi không dễ động, không dễ động, không dễ. Anh em còn tí máu nhưng mà không dễ ăn động. Wow, trời ơi, thằng nào bị đánh bật ra vậy? Vào đây nào, Iruka. Ôi trời, không được. Mình định dùng cái Chaka Blade nhưng mà không được. Chúng ta đến với trận cuối cùng rồi, này sẽ kết thúc rồi. Lên, ôi rồi, Lightning Blade thấm rồi. Yes, yes, lên, lên, loạn chiến rồi. Bắt đầu loạn chiến rồi. Iruka lên nè, hay thế nhở. Đánh, định đánh sau lưng à, định đánh sau lưng à. Hết, chiêu hết, hết rồi. Ôi, nhìn lấy vãi, nhìn nguy hiểm vãi cái đoạn này. Ui, đấm dồn lực xuống lướt đất. Khiếp vãi. Ui, xuyên qua luôn. Hay thế. Có người chán à, hay thật. Có người chán, ôi. Đỡ rồi. Thế sạch chắc ga rồi. Hay thế nhở. Wow, Hirudora. Thôi xong thôi. Xong tôi rồi. Lại Kamui à? Lại Kamui, vẫn là Kamui. Không có Hirudora đâu. Chiêu thêm, chiêu thêm. Trời ơi, đổi người, đổi người. Thật ra thì mình là chém thì cũng thắng rồi. Thế này phải thật đấy nhá. Ui giời ơi, đừng thua, đừng thua. Wow. Win, 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 đâu rồi? Wow. Mình nhất định là Chaka rồi. Bóp nổ, nổ. Wow, nổ. Hãy hồi đầy Chaka nào. Lên này, lên này, còn tí máu. Lên, rồi ơi. Ok, win, khổ ơi. Đoạn quấy sợ vãi luôn đấy. Tự nhiên mình đánh còn nó tí à, ok. Và mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo của Naruto Song Đấu. Bye bye.